Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Út Trà Ôn sinh năm 1919, mất năm 2001, là nghệ sĩ cải lương tài danh. Ông có tên thật là Nguyễn Thành Út, tên thường gọi trong gia đình là Mười Út, vì ông là người con thứ 10 và cũng là con Út. Ông sinh tại ấp Đông Phú, làng Đông Hậu, quận Trà Ôn, xưa thuộc tỉnh Cần Thơ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Năm 16 tuổi thì anh thanh niên Mười Út với lòng đam mê nghệ thuật cải lương đã học hát tại làng quê. Quê hương của ông cũng là một vùng đất nổi tiếng với nghệ thuật cải lương. Năm 1937, Mười Út đã được người quen giới thiệu với Đài Phát thanh Sài Gòn và từ đó chính thức có nghệ danh Út Trà Ôn. Giọng ca truyền cảm, ấm áp, chân thành, đậm chất miền Tây Nam Bộ của ông đã được giới thiệu trên làn sóng điện ảnh và đã nhanh chóng được đông đảo thính giả yêu chuộng. Bản vọng cổ đầu tiên của ông ca trên đài là bản Thức Chót Canh Thâu. Với niềm đam mê nghệ thuật và khả năng ca diễn xuất sắc, Út Trà Ôn đã thường xuyên góp tiếng hát cho đài phát thanh, thu âm cho các hãng băng đĩa. Đặc biệt, với giọng ca đặc biệt của mình, ông đã góp phần nâng cao uy tín cho hãng đĩa ACA với bài vọng cổ Tôn Thần Dạ Điền gồm khó 20 câu là một sáng tác của vị Triết Ma, tu sĩ Phật giáo. Năm 1942, ông đã lần lượt biểu diễn cho các gánh cải lương như Hê Lập, Thanh Long, Tiến Hóa, Mộng Vân, Sao Mai, Thanh Minh. Năm 1954, ông lập gánh hát Kim Thành. Đây là lần đầu tiên ông làm bầu một đại bang danh tiếng lừng lẫy lúc bấy giờ và cho đến ngày nay vẫn còn nhiều nghệ sĩ cao tuổi nhắc đến. Lúc ấy, đại bang này có nhiều nghệ sĩ tên tuổi lớn, ví dụ như Thanh Tao, Kim Trưởng, Thúy Nga cùng làm giám đốc. Năm 1960, Út Trà Ôn cộng tác với đoàn Thủ Đô. Chủ nhân của đoàn này là ông Phan Văn Bản, đồng thời là chủ nhân của hãng đĩa Hoành Sơn. Năm 1962, Út Trà Ôn và người bạn thân là nghệ sĩ Hoàng Giang, cũng là tên tuổi lớn, lập gánh hát Thống Nhất. Rồi cộng tác với các đoàn như Dạ Lý Hương, Thái Dương, Quốc Thanh, Hương Giả Thảo, Phương Bình, Thanh Hải, Tân Hoa Lan, Kim Trung. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông cộng tác với đoàn cải lương Sài Gòn 1 Trần Hữu Trang và sau đó là sân khấu tài năng hay còn được gọi là đoàn 284. Ông từ trần vào ngày 13 tháng 8 năm 2001 tại thành phố Hồ Chí Minh, an táng tại chùa Nghệ Sĩ, quận Gò Vấp. Về danh hiệu, năm 1997, ông được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và huy chương vì sự nghiệp sân khấu vì những đóng góp của ông cho nghệ thuật cải lương. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.